Vâng, xin chào mọi người, chào mọi người đã tới với cả PC Greg mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái game đó là CSGO phiên bản offline của nó. Như các bạn có thể thấy mình đang trải nghiệm ở đây, rất là thú vị đúng không nào? Ai qua không nào? Ê, ấn nhầm rồi. Dừng lên ạ. Đã một thanh niên toang à? Không bắn tay mây được. Bây giờ mình sẽ lên và đặt bom ở khu A. Như các bạn đã chơi từng chơi cái tựa game đó là Counter Striker ấy, thì các bạn cũng đã biết từ cái map này đúng không? Đây chính là map Dota 2 huyền thoại ấy. Mình đã đặt bom rồi. Ai ôi ôi. Game này mình mới đào xong nên bắn hơi gà, các bạn thông cảm nhé. Súng gì đây? Chết rồi, nó gỡ mất bom rồi. Thôi mất rồi. Cho em đổi súng, đây rồi. Qua round mới, vứt cho em cái súng AVW nào. Đây rồi. Trong game này các bạn muốn mua súng các bạn ấn phím B nhá. Sau đó thì chọn thôi. Ví dụ 1, 2, 3, 4 thì các bạn có thể ấn phím nhanh được. Hoặc các bạn chỉ chuột là chọn như mình nhé. Mình sẽ mua một cái súng lục nào đó, ở đây, lục bá kìa. Khác với cả CS, cái bản là gì à, cái bản là Counter Striker ấy. Thì chúng ta, vãi vậy. Ai hồi ôi, kinh quá. Vì chỉnh bot mắc khó. Khác với cái bản gì nhỉ, cái bản là CS, Counter Striker ấy. Thì trong cái game này các bạn mua súng rồi, nó tự động full đạn cho các bạn luôn. Không cần phải cái gì, không cần phải mua đạn nữa. Mình lấy lại tinh thần bắn ván ngon lành xem nào nhá. Một em. Đi rồi, nice shooting rồi. Hai em. Game này bắn khá là dễ dàng. Không nhìn thấy luôn, còn đúng một máu, sợ thật đấy. Đây ai là? Chết rồi. Lại bom phát. Còn một thanh niên nữa không biết trốn đâu rồi. Xử được 4 em. Cái game này thì có rất nhiều giải đấu lớn và thực sự xem những giải đấu đó thực sự rất là thích. Các bạn có thể lên Google và tra ra những cái giải đấu đó. Ví dụ như là CSGO Highlight 2016, 2017 gì đó và sẽ ra rất nhiều giải đấu của cái tựa game này. Tiếc rằng cái bản này chỉ là bản offline thôi. Muốn chơi online thì nó vẫn phải mua nó với giá hình như là sấp xỉ 200.000 thì phải. Có khá nhiều trang web ở Việt Nam bán cái tựa game này. Hoặc bạn thích thì có thể mua trực tiếp trên trang chủ của Steam. Có ai đấy thế nhỉ? Ôi dồi, khiếp thế, căng vậy. Ôi dồi, điều chỉnh cả boss 2 cũng chết luôn. Thanh niên này bắn ác ấy à, boss Kile. Sợ thật chứ. Bắn thế sao chơi. Chỗ này có lẽ mình sẽ bắn một ván tanh nhỉ. AK-47 à? Con mua AK đi. Lục phải mua sẽ mù lục siêu tốc. Đã bom lửa ở đây. Một em. Em xong mình ngốc ngoài. Sợ thật chứ. Yeah, nhìn thêm Michu.
Có một thanh niên nó không biết trốn đâu nhỉ. Ui, lại là nó, lại là boss Kile, fuck thật chứ. Mày bạn ôi, khiếp vậy. Thật boss không ấy? Mày hả vừa ấy, cuối cùng cũng hạ đó. Sau khi điều khiển tận 3 con boss thì mới ăn được. Trong game này các bạn có thể ấn tím E, khi các bạn đã chết ấn tím E để có thể điều khiển những con boss khác cùng tem với mình nhá. Chứ không thể nào chọn được boss của đối phương được. Sniper lại nào. Quyết định làm lên một pha highlight nào đó để đời thôi mà. Không có ai cả. Súng này mắc giật. Trong các cái pha highlight của các game thủ chuyên nghiệp, họ cầm những súng này, họ cứ một viên một đầu, một viên một đầu. Có những tình huống nói là 5 viên 5 mạng. Cực kỳ đẹp mắt và ấn tượng. Thanh niên đã nằm rồi. Có lẽ là CT đã game cái khu vực B rồi. Lại là boss Kile. Thanh niên đấy nó số hơn cả mình nữa. Một em. Hai em. Ôi trượt. Để anh nào, trời ơi mày. Thôi, đó là một chút về cái gameplay của cái bản CSGO offline này. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là download và cài đặt cái game này nhá. Mình sẽ phát ra ngoài. Đây, bây giờ đầu tiên các bạn làm theo như mình nhá. Mình sẽ vào cái file CSGO. Ở đây mình có hai file, đó là một file torrent và một file cài đặt online. Thì file torrent thì bạn nào thích thì download bằng torrent được. Cái bản game vừa rồi mình chơi là download bằng torrent đấy. Còn cái bản online thì mình sẽ hướng dẫn sau. Các bạn nếu các bạn download bằng torrent về thì các bạn có thể mà những bạn nào mà gì nhỉ, không biết cách sử dụng torrent cũng như là không biết cài đặt torrent ấy, thì các bạn có thể xem một cái video hướng dẫn cài đặt torrent của mình nhá. Mình đã làm một cái video rồi. Mình khuyên các bạn nên cài đặt torrent ra nhá, bởi vì rất nhiều game sắp tới là mình sẽ chia sẻ bằng cái torrent này, bởi link torrent download rất là nhanh, tránh cái tình trạng bị đứt mạng như bây giờ, đúng không nào. VNPT mới bị đứt cáp các thứ cho nên mạng rất là chậm. Đây là file download bằng torrent về này. File download bằng torrent về thì nó có nặng, đó là gần 8GB. Còn cái phần CSGO.exe nó là cái bản online, lát nữa mình hướng dẫn nhá. Bây giờ những bạn nào mà download torrent về thì các bạn hãy mở cái file đó lên nhá. Đây này, trong đây nó có cái file đó là Counter Strike Global Offensive ấy, thì các bạn chỉ cần chạy lên thôi. Các bạn đợi tí nhé để mình gỡ cái CSGO của mình hiện tại ra đã. Control pen and install CSGO launcher. Rồi mình gỡ xong rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cái CSGO lại nhá. Chuột phải chọn open này. Run. Ở đây thì sẽ là installing chứ nào. Không chọn được à? Mình cứ next đi nhá. Ở đây nó sẽ bắt các bạn cài đặt thêm Visual Studio cũng như là DirectX chứ nào. Ấn next luôn nhá. Tích chọn vào cả hai ấn next nhá. Các bạn đừng có bỏ tích chọn nhá, không là game sẽ bị hỏng á. Ở đây thì nó hiện ra cái bảng Direct trước tiên này. Các bạn ấn vào phần I kept the agreement. Rồi next. Rồi install Bing 3. Các bạn nhớ bỏ cái phần install Bing 3 đi nhá. Rồi sau đó next tiếp. Rồi chúng ta công việc tiếp theo của chúng ta chỉ là đợi thôi. Finish. Xong rồi, bây giờ nó sẽ tiếp tục cài đặt đến cái phần Visual Studio sự công cộng. Các bạn ấn next ở đây nhá. Rất là nhanh thôi. Đây là hai cái bắt buộc phải có để chơi cái game này. Đây là cái thông báo này nó hiện ra, đó là do cái máy của mình đã có sẵn cái phiên bản Visual Studio rồi, chứ không phải là lỗi đâu. Các bạn ấn ok, nếu các bạn có thì cũng ấn ok nhá. Ok tiếp, ok thôi. Đó, nó cài đè lên mà. Tại vì cái máy mình có sẵn rồi cho nên là nó mới hiện mấy cái lỗi đó ra. Rồi chúng ta đợi một chút. Hơi lâu phải không nhỉ? Cái phần này có lẽ trong mất khoảng tầm từ 1 cho tới 2 phút. Còn cái phần cài đặt game ra thì nó mới lâu. Đây nó chỉ là đang cài đặt cái phần Direct với cả cái phần Visual Studio thôi, chứ chưa phải là cài đặt game đâu. Ở đây finish à? Ấn finish nhá, sau đó ấn next tiếp này. Đây là cái công đoạn thôi chứ không phải là install. Chúng ta ấn next tiếp này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chọn cái vị trí mà chúng ta muốn lưu cái tựa game này lại nhá. Mình sẽ lưu nó vào trong ổ E. Game offline đây. Sau đó thì mình sẽ tạo ra một cái funnel mới. Tên nó là CSGO offline. Rồi, select folder. Đây,
nó sẽ tạo vào trong cái folder mình vừa mới tạo xong. Được chưa nào? Sau đó next nhá. Rồi, ở đây chúng ta sẽ ấn vào cái chữ install đây. Được chưa nào? Rồi, công việc bây giờ mới là lâu đây. Chúng ta sẽ đợi cái game này được cài đặt ra trong máy tính của chúng ta. Còn bây giờ, những bạn nào mà muốn cài đặt bằng cái bản online thì các bạn hãy mở cái file đó là csgo.exe lên nhá. Setup.exe, chuột phải vào open lên nhá. Sau đó các bạn ấn run cho mình. Bên cài xong xong được không ta? Sao lại bị đứng rồi đấy? Các bạn đợi một lúc nhá. Chết rồi, toang rồi. Lẽ cài đặt song song hai cái không được. Về tắt. Vãi luôn. Về tắt này. Không tắt được. Đây, chuột phải nhá. Chọn vào open này. Rồi các bạn ấn run ở đây nhá. Ở đây các bạn chọn ngôn ngữ đó là tiếng Anh, được chưa nào? Ok. Rồi các bạn ấn next. Sau đó các bạn chọn vị trí các bạn muốn lưu cái game đó là CSGO lại. Mình cũng tương tự thôi, nhưng mà mình bây giờ mình sẽ vào ổ E và mình tạo ra một cái file khác. File đó sẽ là CSGO Warzone. Rồi, CSGO cái gì nhỉ? Cài đặt online. Ok, sau đó mình ấn ok nhá. Đây này, nó sẽ tạo vào cái file này của mình. Mình ấn next nhá. Rồi đây, các bạn ấn finish nhá. Finish chưa phải là chúng ta đã xong đâu, bởi bây giờ cái CSGO launcher nó chạy lên đây này. Thì các bạn phải đợi cho nó update xong ấy thì nó chúng ta mới có thể chơi được. Chưa nào? Ở đây các bạn có thể thay đổi tên của các bạn. Ví dụ nickname ở đây các bạn là gì các bạn thích này. Mình sẽ là em vô. Clan mình sẽ là nghĩ bừa một cái gì đó lo tốt đi. Rồi, đó chỉ là thay đổi tên họ thôi. Còn chúng ta phải đợi cho cái thanh thứ hai này nó chạy xong ấy, thì lúc đó chúng ta mới có thể chơi được game CSGO nhá. Chứ không phải là cài phát xong luôn đâu. Ở đây server browser là những cái server nước ngoài mà chúng ta có thể sử dụng tạm để chơi. Rất là nhiều. Các bạn cứ để kệ đó nhá. Còn các bạn có thể ấn vào cái phần bánh răng này để cài đặt một vài cái linh tinh vớ vẩn. Rank các thứ trên avatar, cái này thay đổi cái avatar các bạn á. Cái hình đại diện chúng ta. Cái này thì cũng chẳng quan trọng lắm. Còn ở đây cái phần đó là trừ console và trừ novice này. Đây là cái console mặc định dành cho cái tựa game này. Nếu các bạn trừ console ấy, thì các bạn có thể chỉnh được lệnh console trong game. Còn novice nó sẽ không có cái video giới thiệu game, nó dài dòng, thế nào? Nói chung cứ để mặc định đi. Trên avatar thôi, thay cái avatar các bạn thích rồi. Thì các bạn hình ảnh của các bạn đâu đó các bạn chèn nó lên là được. Ấn vào select avatar rồi chọn vị trí file ảnh á. Rồi nó open thôi. Nói chung là xong rồi đấy, chỉ cần như thế thôi. Các bạn chỉ cần đợi xong nó các bạn có thể chơi được game ngay. Mình thì có lẽ mình sẽ cài đặt song song cả hai cái, sau đó thì mình sẽ thử cả hai cái cho các bạn coi. Bây giờ thì mình sẽ tua qua cái video lần nữa nhé. Đây, các bạn có thể thấy đó là cái bản CSGO Warzone bên phía Torrent đã cài đặt xong rồi đấy. Bây giờ mình sẽ ấn finish nhé. Và mình sẽ chọn luôn vào cái phần đó là lau CSGO Warzone luôn, cho chạy luôn, thế nào. Đây, nó hiện ra cái bảng notepad thì tắt đây đi. Giờ có lẽ đến lượt cái này update đây. À không, cái này có lẽ không phải update vậy. Mình thử ấn update chứ không phải update không. Hình như là có rồi phải. This way. Nếu có thì nó sẽ update lên và chúng ta sẽ được chơi cái phiên bản mới. Cái bản offline nó có full skin tất cả các thứ luôn. Đây chúng ta có thể chơi thoải mái. Không phải mua skin như là bên phía cái gì cả. Bên phía cái bản online. Nhưng mà vì là bản offline nên toàn chơi một mình thôi mà. Không có chơi với cả bạn bè được. Ở đây thì có 1.7GB, rất là nhanh, nó đã file rất là nhanh. À, Titanfall này, bạn nào thích Titanfall thì hãy vào channel của mình. PES 2017 mình cũng có luôn rồi. Các bạn hãy vào channel để download game về nhá, để mà chơi. Titanfall và PES 2017. Game chơi rất là hay. À mà còn một cái lưu ý nữa, đó là mình cũng đã có cái video hướng dẫn Crack Action phiên bản 2.6.1 rồi. Các bạn có thể lên channel như channel Facebook hoặc là lên cái channel YouTube để có thể xem video của mình nhé. Ở đây thì cái phần download file rất là nhanh nhưng mà đối với chúng ta có lẽ vẫn hơi chậm đúng không ạ? Sẽ được mất khoảng tầm gần phút rồi gì. 89% rồi. GTA 5 thì mình thấy nó nặng quá, cho nên là mình không làm video hướng dẫn chứ. Cái GTA 5 này mình có rất là nhiều cái file crack cũng như file mod các kiểu, có hết. Có tất cả những file đó nhưng mà thật sự là nó nặng quá, cho nên mình sợ là mình làm video ra chả ai download.
ít người, có thể là có người muốn chơi nhưng mà thực sự nó đòi hỏi cấu hình quá là cao. Rồi update xong rồi này, bây giờ mình sẽ ấn vào phần play game, từ từ mình đặt đặt tên lại nhân vật đã nhá. Clan Lotus. Ok. Đây có tiếng Việt không đây? Không có, ta sẽ làm init. Rồi đây các bạn ấn vào play là được nhá. À quên, chưa chỉ các bạn cái chỉnh avatar rồi. Avatar nó ở ngay bên ngoài nữa. Cũng giống như cái bản online kia thôi, không khác gì là mấy. Không biết máy mình bị quá tải RAM. À đây, được vào được rồi. Xong rồi đó. Bây giờ chúng ta có thể chơi game thoải mái được rồi. Xong rồi đấy, bây giờ thì chúng ta có thể vào phần play game rồi fin game các thứ. À fin game chắc không được đâu, chỉ chơi được với bot thôi. Fin game phải mua bản online cơ. Ra vào đây ấn vào phần offline with bot này. Và chúng ta chọn những cái chế độ đó là deathmatch, rồi là đặt bom, rồi là casual. Casual này là đặt bom này, deathmatch là chơi theo kiểu hồi sinh á. Chết cái hồi sinh lại bắn tiếp, chết cái hồi sinh bắn tiếp á. Casual là kiểu đặt bom theo hai bên á. Một bên phá bom, một bên gỡ bom. Như nãy mình vừa chơi á. Map rất là đa dạng phong phú. Còn các bạn nào quan tâm đến cái phần gì nhỉ? Cái phần súng của các bạn á, các bạn vào phần inventory nhá. Là cái hành lý của các bạn á. Ở đây các bạn có thể chọn được rất nhiều skin súng. Trong cái bản offline này, các bạn có tất cả các skin súng luôn. Thích súng nào có súng đấy. Loadout đây, bạn vào phần loadout này là chỉnh cái phần gì nhỉ? Cái phần súng mà các bạn sử dụng á. Đầu tiên sẽ là ở đây nó có rất nhiều loại khác nhau. Các bạn có thể chọn một trong hai cái đó là CT, CT là cảnh sát đấy. Còn terrorist là trộm á. Được chưa nào? Ở đây nó sẽ có những cái như sau. Pistol là một. Pistol các bạn có thể chọn những cái súng như thế này. Ở đây là có rất nhiều loại súng khác nhau, các bạn chỉ cần ấn vào nó này, nó sẽ hiện ra các skin bên trên. Ví dụ các bạn muốn thay cái súng mặc định màu nâu này bằng cái súng màu hồng thì chẳng hạn. Các bạn ấn chuột phải vào nó và chọn đó là T đây này, T Replay Club 18 được chưa nào. Nó thay đổi cái skin vào cho các bạn. Còn đây là bên trộm ấy nhá, còn bên cảnh sát thì các bạn phải ấn vào đây này, rồi các bạn mới chọn được, thế nào. Rất nhiều luôn. Mình sẽ chọn cái màu xanh lá cây ấy, được chưa nào. Chuột phải nó chọn là CT Replay. Đó, như vậy là khi vào game chúng ta sẽ có được cái súng này. Đây là của cảnh sát nhá, trộm mà các bạn ấn vào đây để thay đổi này, thế nào. Ví dụ bây giờ mình muốn thay đổi khẩu khẩu súng cuối cùng đi. Đó là khẩu súng R8 Revolver, được chưa nào. Đầu tiên là trộm nhá. Mình sẽ ấn vào nó này. Mình sẽ thay nó bằng một khẩu khẩu này, khẩu gì, khẩu lục. Khẩu bên cái này nó được gọi là lục bạc, đúng rồi. Mình sẽ chọn cái khẩu là nó nhìn hầm hố một chút. Cái khẩu này nhìn cho nó chất, đúng không nào. Chuột phải mà nó và chọn CT. CT là cảnh sát nhá, nhớ nhá. Chuột phải mà nó chọn T nữa, đó là cái phần trộm. Nhưng mà mình không thích cái, mình chỉ thích cảnh sát xài màu đen thôi. Còn mình trộm thì mình thích xài cái khẩu khác cơ. Mình thích xài cái khẩu, đây khẩu màu lửa nhìn rất hoành tráng đúng không nào. Chuột phải nó chọn vào phần T Replay, thế nào. Ok. Còn những khẩu súng khác cũng tương tự thôi. Đó là phần pistol nhá, đến phần heavy. Heavy là cái gì nhỉ, đó là shotgun. Các bạn cũng có thể thay đổi tương tự. Trộm cảnh sát, ấn vào nó là nó tự động hiện các cái skin tương ứng ra. Rồi chuột phải vào chọn thôi, đúng không nào. CT hoặc là T gì đó tùy các bạn. Còn SMG là cái súng, là cái loại súng này này. Súng sấy tầm gần. Các bạn có thể hiểu đơn giản đó là súng sấy tầm gần. Các bạn có thể chọn bất cứ súng nào bạn thích. Chuột phải vào nó, ấn vào nó này. Nó sẽ tự động hiện những skin tương ứng ra. Súng này, skin tương ứng. Súng này, skin tương ứng, được chưa nào. Rifle là cái phần, súng ngắm à. Ngắm mà súng sấy, súng ấy phổ thông. Ở đây có rất nhiều các skin liên quan đến AWM này. AWM huyền thoại đúng không nào. Đây ấn vào nó là hiện skin tương ứng ra. Mình thấy cái skin nào nhỉ. Đây skin rất là đẹp. Mình sẽ chọn cái này cho cảnh sát. Và ấn vào phát nữa mình sẽ chọn cái màu đen này cho trộm như thế nào. Ok. Đến phần Knight. Đây là cái phần có thể nói được quan tâm nhiều nhất trong cộng đồng CSGO. Dao đúng không nào. Đây, vừa thấy đã bắt mắt rồi. Bây giờ mình sẽ ấn chuột phải mà nó chọn CT. CT là trộm, trộm sẽ được cầm cái móc cua này.
Tiếp theo sẽ là cảnh sát thì mình sẽ chọn một cái súng rất là đẹp. À đâu, một cái con dao rất là đẹp mà mình rất là thích. Nó ở khá là xa. Con dao nó múa rất là thích. Con dao lúc nãy mình cũng múa cho các bạn coi đó. Rất nhiều skin, full skin luôn. Các bạn để chọn và chơi thoải mái. Đây, loại dao này, xem nào. Butterfly Knife. Mình sẽ chọn một con đây con màu đỏ ấy. Con hoành tráng xem nào. Đó. Như vậy là trộm ở đâu cảnh sát sẽ cầm con móc cua này, còn trộm sẽ cầm con dao Butterfly. Còn những cái khác thì cũng tương tự thôi, các bạn có thể chọn tùy thích. Graffiti Music Kit. Music là cái âm nhạc khi mà trong game ấy. Các bạn có thể nghe qua và thích cái nhạc nào thì các bạn có thể chỉnh vào, xem nào. Display là cái màn hình cut out vậy. À, còn một lưu ý nữa đó là cái phần làm sao để tắt đi cái đoạn này nhỉ? Cái đoạn FPS đó, với cả lost stick nhỉ? Đây này, các bạn có thể thấy đúng không nào? Thì mình cũng quên cái lệnh console rồi. Bây giờ mình sẽ ra Google mình tra thử cái lệnh console nhé. Đó là gì nhỉ? Cách tắt FPS control CS:GO. Cái gì nhỉ? FPS Config. Turn off. Turn off CS:GO FPS. Đây, turn off CS:GO FPS đây, chắc là có ấy. À, turn off, đây, đúng rồi. Những cái lại console này có thể nói là trong những người chơi CS:GO thì họ rất là quen thuộc. Mình mới down game nên các bạn thông cảm nhé. Ở đây net graphic không rồi. Bây giờ mình sẽ vào đây. Mình sẽ mở cái bảng console lên. Thôi mình trừ console rồi mà nhỉ. À đây bảng console đây. Mình sẽ pass cái mã đó là net graphic không. Net xin gạch graphic không. Enter. Đó, cái bảng console, cái bảng FPS sẽ tự động tắt đi nhá. Còn bạn nào thích mở lại ấy, thì các bạn hãy gõ cái đó là net graphic và thay vào đó là bằng 1 thôi. Đó, nó sẽ hiện ra được chưa nào. Còn rất rất nhiều lệnh console khác nữa các bạn có thể lên Google tham khảo nhé. Chứ mình không nắm rõ nhiều về cái mảng console của game Steam thế nào. Rồi bây giờ thì chúc các bạn chơi game vui vẻ. À mà khoan đã, còn một số bạn mình sẽ thoát cái này ra đây nhá. Còn cái bản đó là bản CS:GO gì nhỉ? Đây CS:GO này thì rất là lâu. Thì nói chung là như thế này, sau khi là các bạn nó chạy xong cái này ấy, các bạn chỉ cần ấn mình ví dụ nó chạy xong rồi nhá. Thì nó sẽ hiện ra cái bảng đó là play đây này. Các bạn chỉ cần ấn vào play được nhá. Ấn thử xem chơi được. Có lẽ không được rồi, bởi vì chưa update xong nên không chơi được. Các bạn chỉ cần đợi cho nó chạy xong là các bạn có thể chơi được nhá. Các bạn ấn vào chữ play đó là chơi được thôi. Nó cũng tương tự như là cái CS:GO vừa rồi mình vừa mở ra các bạn thôi. Vào các bạn cũng tùy chỉnh tương tự thôi. À mà quên mất nhỉ, có lẽ mình sẽ vào lại để mình hướng dẫn các bạn chỉnh cái gì nhỉ? Chỉnh cái phần resolution nữa. Mà có lẽ thôi thì cứ vào đã. Bởi vì thường là nó sẽ tự động setting sao cho nó phù hợp với cái máy tính của các bạn rồi. Cho nên là việc mình hướng dẫn cái này có lẽ sợ cũng hơi thừa. Mà cứ làm. Biết đâu các bạn lại không biết thì nó lại mò nó hơi khó đúng không nào. Sẽ nào là phần option. Video setting. Video setting. À cái này thì có lẽ là mình nên chỉ cho các bạn một cái gì nhỉ. Mình nhớ là có một cái bài viết nào đó trên mạng mình từng đọc được nó hướng dẫn lao setting CS:GO. Mình đọc một bài viết khá hữu ích. Không phải bài này. Mình muốn mê hơn ạ. Mình nhớ mình tìm được một bài nào khá là ngon. Nó chỉ rất là nhiều, chỉ rất là chi tiết. Đây console các bạn đừng làm theo nhé. Xem community con. Thanh niên lại đăng tiếng Việt lên đây thì ai chơi cùng. 8. Nhớ được một bài rất chi tiết. Xem nào. Cách tăng FPS CS:GO.
toàn lệnh console thôi. Các bạn nhớ đừng có mà cài theo cái lệnh console nhé, phiền phức. Để mình tìm hẳn cách chỉnh bên trong nó khỏe. Sẽ có ở VN với Express lấy ác vậy. Phải trưởng. Đây 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 đây. Bài đây. Các bạn hãy đọc qua cái bài này nhá. Sao nó lại xì đá thế nhỉ? Nếu nào nghĩ ra cái trang này mà sao nó lại toàn trang ấy? Đây. Đây này, trong đây nó ghi khá rõ các cái mà các bạn cần phải đây, cài đặt trong cái game này. Shadow model các thứ, các bạn chỉ cần nhìn theo cái này. Ví dụ multi core rendering nhỉ. Mình sẽ kéo xuống một chút. Multi core đây, multi core rendering đâu nhỉ? Đây multi core rendering, các bạn chỉnh theo giống hệt những cái mà nó hướng dẫn đây này. Là nó sẽ giúp cho các bạn fix cái vấn đề về FPS nếu máy các bạn nó thuộc lại hơi yếu á, được chưa nào? Hoặc không thì các bạn cứ vào các bạn để mặc định, được chưa nào? Mà cách đó là ấn vào phần Restore Default ở đây. Ok, đã xong. Global Cloud Quality Cloud 2. Mình cứ để 2 thôi. Máy của mình không thuộc loại quá yếu, cho nên là để được. Resolution thì nó sẽ gần như là nó sẽ mặc định cho luôn thôi. Cho nên chúng ta cũng không phải quan tâm nhiều về cái phần này. Chủ yếu là cái phần này, với những bạn máy yếu là các bạn phải quan tâm. Các bạn hãy đọc cái bài viết này nhá. Đây là cái bài phần mình sẽ để cái link này bên dưới phần mô tả video của mình. Các bạn hãy coi rồi là làm theo nhá. Đây, trên đây nó chỉ khá chi tiết để đặt mức lau rồi, lau các thứ này. Rendering. Đây nó cũng có cả giải thích luôn này. Các bạn hãy đọc để có thể hiểu được những cái chức năng đó trong tựa game này. Được chưa nào? Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái phần mềm CSGO. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn.